Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh phường Chợ Phú A hiện có 194 hội viên. Hội Cựu chiến binh tham gia sinh hoạt ở 11 chi hội. Bên cạnh việc tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của hội và địa phương. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Chợ Phú A còn tích cực tham gia xây dựng văn minh đô thị. Với những hoạt động tích cực Hội đã góp phần không nhỏ vào việc chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị, phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, giữ gìn đường phố luôn xanh sạch đẹp. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Hội cổ chiến binh phường Châu Phú A tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hội kết hợp đoàn thanh niên phường ra quân tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu, xây dựng tuyến phố dân minh không chỉ đẹp cho bộ mặt của phường mà còn đẹp cả nhà của những người kinh doanh buôn bán. Qua tuyên truyền, vận động và hội viên của chiến binh gương mẫu thực hiện trước nên người dân đã có ý thức trong thực hiện trật tự văn minh đô thị, tình trạng chiếm dụng lòng đường để mua bán gây cản trở giao thông ở các tuyến đường như Thủ Khoa Nghĩa, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo đã giảm hẳn, trả lại lòng đường thông thoáng, góp phần chỉnh trang đô thị. Thời gian qua, hội đã phối hợp các đoàn thể trên địa bàn phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đến nay, hầu hết các tổ chức cá nhân trên địa bàn phường ký cam kết về thực hiện các quy định trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường. Trong năm 2020, Hội Cựu Chiến binh Phường cho Phú A thành lập câu lạc bộ Cựu Chiến binh Bảo vệ môi trường có 32 thành viên. Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên đã cùng đoàn viên thanh niên phường ra quân tổng vệ sinh thu gom rác thải được 3 cuộc với trên 1,6 tấn rác, trong đó có trên 130 kg rác thải nhựa. Phát quang bụi rậm 300m, khai thông cống thoát nước trên 300m, tạo ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhân dân. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tuyên truyền lực bảo vệ môi trường cho 1.093 hộ dân khóm 1 và Khớm Châu Thạnh thực hiện xây dựng duy trì và nâng chất phường dân minh đô thị. Hội còn vận động nhân dân không vi phạm lòng đường, dễ hè, đường cử trị thuộc Khớm 6 với chiều dài 770 m, vận động nhân dân làm sạch đẹp trong khu dân cư khóm 8, thực hiện mô hình về quốc phòng an ninh, lắp camera an ninh trên địa bàn khóm 5, vận động được 48 camera với số tiền 200 triệu đồng từ khi mà câu lạc bộ mà hoạt động, đó, làm cho dân đó, người ta nhìn thấy cái, cái 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 hoạt động của câu lạc bộ cho nên là dân người ta cũng rất hưởng ứng, đồng thời là người ta có cái tinh thần trách nhiệm đối với cái, về cái công tác vệ sinh môi trường, từ đó coi như vậy là có cái nhận thức tốt cho nên là người ta đã gom góp rác các thứ này nó thải đúng ở nơi quy định và phân loại rác ra, từ đó coi như vậy là tăng thêm cái tính tích cực để mà xây dựng cái cái phường văn minh đô thị. Song song đó, Hội Cựu chiến binh còn vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống dân tộc trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% gia đình cán bộ hội viên thực hiện đăng ký gia đình văn hóa có thể nói sau một năm ra quân quyết liệt lập lại trật tự lòng lề đường với sự tham gia của hội cựu chiến binh đã góp phần hiệu quả cùng các lực lượng chức năng tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong hội viên và người dân đối với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị từ đó giúp cho các đơn vị chức năng thuận lợi hơn trong kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán hàng rong, gây cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường. Để có thể phát huy hơn nữa, vai trò của cụ chiến binh trong thực hiện xây dựng nâng chất phường văn minh đô thị, tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường không rác trên địa bàn phường cho Phú A, Hội cụ chiến binh phường cho Phú A tiếp tục phối hợp duy trì về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường các tuyến đường, ngõ hẻm, tự quản không để xảy ra các vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh nói riêng, nhân dân trên địa bàn phường nói chung chấp hành các quy định của thành phố, phường về quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, góp phần làm cho diện mạo của phường cho Phú A ngày càng văn minh và xanh sạch đẹp.